chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm MyRotation năm 2023. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn tiếp về phần tab home. Nhưng mà nhóm là nhóm Remary nha. Rồi bắt đầu tôi qua thực hành luôn nha. Đây, tab home nè. Đó, phần Remary nè. Nhất là hóa đơn nâu mà đường dẫn đến cái file nha. Đây. Đó, chỉ cần nhấp như vậy cho nó hiện thông tin ra. Đó. Yeah. Rồi tiếp Add tool nè. Rồi, cái này là chúng ta thêm đường dẫn đến file nha. Bấm bấm xuống Add tool test nha. Rồi. Nó ok cái nó hiện ra thôi. Đó, ok. Yeah, tắt nha. Bấm view đây. Rồi, tiếp theo bấm vô đây. Nó hiện dẫn ra cái đường dẫn model nè. Rồi. Ở đây nó hướng dẫn cái file chúng ta làm nhanh. Rồi, cái này là gì? Label mirror. Đó. Thấy không? Hiện dẫn ra file đây. Rồi, ở đây là đường dẫn. Cái đây là label chúng ta dẫn, label tương đương với đó ông Patron E nha. Rồi, ở đây là Patron E thông tin đối tượng. Thấy không? Rồi, ở đây là khai in. Đó. Còn ở đây bóp chết, chết này khác đi. Đó, khai in đây. Nó đơn giản nha các bạn. Khi thực hành vô tôi mới chỉ trực tiếp cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.